Mà ngữ rồi đó, thằng sống hết sảy luôn, hết sảy con 17 luôn á. Món này là không thể nào thiếu rau sống được rồi sao? Wow, đẹp. Hết sảy con 17. Mình cho lên cái cho nó. Rồi, chào các bạn. Hôm nay ba La Sông sẽ chỗ tài làm món nha các bạn. Đây là cá lóc mình chưng hụt vịt. Cá lóc chưng hụt vịt nha các bạn. Rồi bắt đầu mình rồi. Làm gia vị ướp. Như tỏi mình bầm. Đây mình bầm tỏi với hành tiêu. Tỏi này mình ướp vô luôn, còn hành tiêu sao xong? Tiêu chút mình thấy trong rồi, cá chín mình giã luôn mà. Bầm nhuyễn luôn hả? Món này là ăn cơm mà nhất chỉ. Thường cái món này người ta ăn cơm hay người ta la lắm. Sao à? Món nhậu ra thì đem đi ăn cơm. Món này lúa cũng ăn rồi nhưng mà lúa không biết làm. Bữa nay ba La Sông làm sẵn học nghề luôn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Này cá lóc nè các bạn. À, cá lóc này nó chết rồi nha các bạn, nó chết mà nó hơi bủng hơi á. À, mình chưng với hột vịt. Cá lóc này chết rồi bủng chứ không phải là cá lóc sống nha các bạn. Thôi xong ơi, lò nước chưa tắt rồi xong ơi. Quên nè. Làm nhuyễn luôn ha, nổi nhiều nó ngon. Nhiều nó thơm. Đây, đổ vô đâu luôn. Đây là hành lá nha các bạn. Mấy vịt kiểu này nó phá quá trời phá xong. Không làm lưới bông lại mà bự càng ngày càng phá. Lên rồi mấy con mớp các bạn. Thấy các bạn, vịt bữa nay bị lớn rồi. Nó ăn mấy ngốc cái hộp nó mau lớn, thấy nóng lạnh luôn. Rồi, bắt đầu mình ướp nha các bạn. Cầm tí nước mắm. Để miếng xíu nước mắm. Miếng bột ngọt. Ba La Sông làm món này nhất chỉ nha các bạn. Ít đường. Hết sảy con 17. Hết con 17. Rồi, cho tiêu vô luôn. Cay được không? Cay đi, nhiều nhiều đi cho nó lấy. Rồi, đây là hột vịt. Mình nhắm thêm 3 trứng hột vịt luôn ha. Thôi 2 trứng thôi. 2 trứng. Chưa trứng chiều mình làm gì làm mình ăn cơm. Cái nhiều quá cũng không ngon. Đấy, bỏ thùng rác kìa.
Rồi mình đánh lên ha. Đánh đều ha. Món này là không phải nào thiếu rau sống được hay sao? Chút mà đi hai mới rau sống với chuối chuối đồ nè, chuối chát. Quét vô cái ăn cơm thôi. Đây, mình đây mình có hũ tép mỡ. Tép mỡ hả? Mình để tép mỡ vô luôn. Tép mỡ này mình chỉ là vô nó béo thôi. Luôn rồi rồi điều lên nhìn hấp dẫn hả? Này cái trong cái này nấu chân thổi này chiên cũng ngon thôi sao? Cái gì không ngon này này đổi cái chảo chiên cũng ngon đấy, khỏi cần cá vô. Vậy là mình đã bỏ cá vô, mình quậy lên, bỏ cá vô. Có cắt ra không hay là để nguyên con luôn? Để nguyên con. Cái này là mình hồi giải mặt phải không? Ừ, chút mình sắc ra để mình giải lên mình. Rồi là chín cá rồi ha. Ừ. Nó vừa gần chín hay là chín luôn? Muốn gần chín rồi. Đó, đây là cá mình lấy cái vô mình đợi lên. Vậy là gì không, mình không có để nước gì hết không? Là quất đúng không? Rồi công đoạn ướp lại xong rồi đó các bạn. À, mình nấu nha. Đó. Đó này nó giòn chứ sao? Khô mà. Vậy đó, không chịu cháy chừng nào cháy rồi dụi nó không cháy, không tắt nữa. Rồi, xé ra xong rồi. Thì buông ra nó tắt hả? Cháy, cháy từ từ. Wow, lấy cái củ đó ra bớt đi. Rồi. Rồi đó, cháy rồi. Dày quá, cháy ra không nổi. Rồi. Cái đó gì? Từ từ cho nó cháy đi. Lấy cái đó đi. Ừ. Ừ. Ok. Thôi nó lạnh vậy. Ok, con từ từ. Cháy đã. Lấy im đi. Nó tắt rồi. Rồi đây. Nãy nãy cá hay ít á, ba là xong bỏ thêm mấy miếng cá khô hôm qua các bạn. Có bắp bằng không? Sao tính mới chia nửa ký. Trống hả? Ừ. Thôi lấy đi. Mày khổ cũng chết thì phải lấy mới được chứ. Sáng giờ vào mới có hai đội bỏ cỏ đó. Mày xách cái này đi. Tao tưởng đâu chơi xa nó chứ. Để tao xách cho. Tao tưởng nó chơi xe A nó chứ không chắc mỏng 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 rồi đại ca mỏng mỏng á không đại. Ừ. Em xắt thử rồi được xong thế xong mình bắt nồi cơm lên luôn. Thôi mình bắt nồi cơm luôn đi, chưa có nồi cơm nữa kìa. Chưa có cơm mà có đồ ăn hả? Chưa đứng bếp bên đây mình lo do cơm luôn đi. Ngồi cái tướng sắc giống phụ nữ quá ha. Không không cho gạo mà hồi dắt ăn ba cái
Hồi dọn nhậu, hồi dọn nhậu nghỉ làm luôn. Thôi ăn cơm. Ăn rồi ăn xong mà. Em nấu hai lòng mấy á. Em nấu cho anh em ăn đủ rồi. Sao quan hồi lấy nước cơm này cho ăn ngon sao? Có nước nhiều quá. Nhiều là mình lấy nước nha. Như gạo đủ không? Đủ. Rồi cơm xong mình làm gì làm? Còn tứ con ớt nữa kìa. Lấy nước cơm. Thấy chưa? Để. Bỏ lên đây không biết. Trời, nhìn lên Tú đổ cái nón hài quá anh Tú ơi. Nó nhìn. Cái nón này là cái nón hổng đi biển ba động chơi nè. À. Má. Gì vậy, nhỏ quá. Này hồi mình lập lên trên phải không? Ừ. Mình kiếm mớ độc lan nha các bạn. Quá trời non luôn các bạn ơi. Trời trời nó non kìa. Nên là hồi mình quét vô mắm chân, ủa cá chân nó là ngon cực kỳ. Thứ ít thôi. Thứ ít là gọi được nhiều, nhiều ăn hết uổng, bỏ uổng. Nó mấy cái độc năng kia. Chuối, trong nguyên chuối hay chăng ở trong ấy mình đó. Mía lúa trồng được hàng các bạn. Đã không? Quá trời luôn. Mía nó ngọt lắm. À, mình vô hai chuối. Có một chuối vô cái chậu trời kìa. Bây giờ mình thấy mấy cái chuối rồi mình chấm nha các bạn. Đây. Chuối chát mà chấm cũng ngon. Bảy trái gì anh Tú ơi? Năm bảy trái gì được rồi? Cũng ăn thôi. Ừ. Chú này hơi non, mình lấy cho buồn chữa. Để ra buồn chú này dành mình ăn sống. Quá trời non. Này ở đây, ở quê lúa kêu là cu nèo nha các bạn. Ngon dữ lắm. Trời ơi nó giòn. Chưa trơn gãy rồi. Ngon lắm luôn. Ngon sạch luôn. Để đi. Quá trời non các bạn ơi.
mấy cọng này được rồi, nhà cũng còn nữa, mình về nha các bạn. Được mới nè anh Tú ơi. Cái này chút chấm ngon lắm nè. Đây các bạn. Rau thì tự có, tự rau thì tự hái mà. Đây cơm ấy rồi mình sơ lên cái để nó dính đít. Sôi bừng lên cái to lên cái nữa mình chắc nước. Chuối nè, chuối này chấm mắm ăn nó ngon nè. Chuối mà ngự rồi đó. Ăn sống hết sảy luôn. Hết sảy con bà bảy luôn á. Wow, đẹp. Hết sảy con bà bảy. Mình treo lên cái cho nó sống. Có anh Tú ơi. Không dữ lắm mà. Quận xịn không? Quận xịn luôn. Quét miếng chuối cái quận xịn à. Nó chín đi không? Ăn chút nữa. Chút xíu nữa mới được. Nhấn cái đầu nó xuống kìa. Vậy đây chín chưa nè. Xíu nữa cái mình giải cái này lên cái nữa rồi ok. Tiêu nữa. Tiêu. Để miếng ớt nữa lắm. Rồi cơm đã sôi. Cho nó cơm. Xong cái này chắc nó tô nữa xong. Chắc kêu tô nữa. Đủ không? Đủ. Không cơm nữa ha. Chưa nữa, một xíu nữa. Còn mấy con. Rào nở cái mình xíu nữa sâu chút xíu là mình chắc ha. Ừ. Nước thì nhiều kìa. Trôi học mình học. Phần chắc chắc nước mẹ giao cho lại đúng nha. Dùng chén rồi phải không? Dùng chén rồi. Ok rồi. Đỡ chưa? Căng sao có đủ cái tô không? Đủ không á? Chết rồi. Dướng cái gì vậy? Bỏ xuống, bỏ xuống. Đó mình uống nước cơm dưới đường không nè các bạn, nước cơm này nè. Đó mình nhỏ làm thì có sữa anh Tú. Làm thì có sữa. Nước cơm mà đường mà không uống, uống với muối cột á. Đủ không Tô, đủ không? Đủ. Rang sẵn hết trơn rồi mà. Đóng anh Tốt. Đẩy uống mâm ra. Chuyển qua đó. Đó. Đó gì giao nhìn hấp dẫn không các bạn? Chính mà kéo lửa vô đi. Không cần để lửa. Kéo lại nhiều ớt luôn.
nóng lắm luôn. Ăn xong rồi mấy anh em làm công việc, mỗi người một công việc. Quá hấp dẫn. Rồi nó thơm, xong ơi xong. Đó. Hấp dẫn chưa? Tiêu hồi mà lấy xuống rồi đấy nè. Tiêu giờ đấy vô luôn được á. Hồi lấy xuống đấy thơm hơn. Đấy luôn ha. Mình để rồi, mình để thêm. Thôi, bây giờ mình dọn ra ăn cơm đi các bạn. Cơm chín nên là ăn cơm đó. Quá đã, quá hấp dẫn. Giờ ăn đến rồi. Giờ ăn đến rồi. Bye, see bye. Cơm. Ăn cơm các bạn ơi. Đói bụng quá. Nhìn mấy các bạn nhìn hấp dẫn không? Cái này có ăn nước cơm nữa. Ai cũng mệt, ai cũng đói hết rồi. Mời các bạn ăn cơm luôn nha. Tối rồi. Trời ơi, ăn cơm luôn. Cơm đi, cơm lúa rồi. Rồi, ăn ngang nha. Đây là nước cơm nè các bạn. Đó là cá chưng ngọt vịt. Sao? Ngon quá. Thưởng thức đó ba xong làm món là sao? Tiềm quá. Chị ăn luôn nè. Món này là món nhậu của mấy ổng nè. Còn mình thì mình lấy mình ăn cơm. Các bạn, hay là lúa ấy thịt để cho các bạn thấy nè nha. Ừ, bên đây nè. Đó, các bạn thấy không? Lúa thử miếng nè. Trời. Quét chuối vô nữa. Này có cốc dù đế đóng vô cái ha. Thôi được rồi, còn làm ăn gì nữa. Thôi xảy con bà bảy thiệt chứ. Quá ngon các bạn ơi. Món này là món đặc biệt. Quét miếng rau xanh rồi. À. Quá ngon các bạn ơi. Quay vô, quay vô. Múc cái quần xịt nha các bạn. Hứng ra. Đó, nè. Cái này có bể nồi cơm của anh Tú. Bảy là xiền. Chắc hồi chắc hết nồi cơm chứ không có bảy, hết nồi cơm. Dành ăn rồi đạp cái nồi cơm luôn với bảy. Gạo này hơi nhão ha. Nhão, luôn mới. Nhà người thích ăn cơm nhão nha. Nhà người thích ăn cơm khô. Lúa thì cơm nào lúa cũng được chứ các bạn. Được không, lúa quét dữ lúa. Mấy người lớn tuổi á, mấy người lớn tuổi thì thích ăn cơm nhão. Ok, quá ngon. Cái tượng á, xong lấy cái tượng chấm thử được không? Không đúng.
này tư tưởng này cùng nào à. Chống làm đi rượu đi ba sao thôi cần có tép mỡ dưới này nữa nè, nó quơ lên mà tép mỡ nó mới ngon nè, nó béo đó. Tép mỡ nè các bạn. Tuyệt vời. Quá ngon các bạn ơi. Cái món này đơn giản mà đâu không? Đơn giản. À, sao nó ngon dữ vậy? Mời các bạn nha. Khi nào mà các bạn có thời gian á, làm thử món này đi. Ăn nếu không ngon á, cứ gọi điện cho luôn. Thử luôn. Không có, gọi điện cho luôn. Điện cho lúa là lúa tư vấn kìa. Nhớ là thịt cá nó bụng nha các bạn. Thịt cá bụng mới ngon. Mà được cá lóc đồng ngon nữa. Ừ, đúng rồi. Thịt cá lóc đồng ngọt hơn. Nói chung là cái gì tự nhiên là ngon hơn. Rồi vô lan nè các bạn. Non ghê hồng ha. Vô lan là chấm mắm chân ăn ngon cực kỳ luôn. Không có thuốc bọng gì trên. Chàng miếng này. Này nước này chàng cũng bộ ngon hả? Ngon biết gì đâu. Nãy để đâu có để nước đâu. Sánh sánh mà làm như mình hấp á. Ba cái nước hấp nó vô á. Vô chút đỉnh à. Hơi nó xuống. Đúng rồi. Chứ đâu có nước vô được. Hấp mà cái này là đọt cù nèo lên. Cái cọng cù nèo non nè các bạn. Rau chấm nó vô nữa ngon nữa. Làm miếng nữa các bạn ơi. Dù tự nhiên em dù rồi. Tập trung chuyên môn hay vậy? Em ngẫm nghĩ, đúng không? Béo. Xin tùy 5 phút nha các bạn. Im lặng. Ăn cơm mà đang ăn mà nói chuyện nhiều quá ăn đâu ngon đâu. Hết rồi các bạn ơi. Hết rồi cơm rồi. Hai lon đẩy chút xíu rồi đâu. Mày cơm nhão nó không nở hay sao nó? Nhão mày nở chứ không nở gì. Sao hai mau hết vậy? Có hai lon mà. Tao làm chén này nó ba chén rồi. Làm chén thứ tư rồi nè. Cầm.
còn đâu đủ tới gối làm tiếng rồi. Không, nó như được rồi. Cho mồi đi nhóc, cho mồi nè. Không thấy quên. Chấm cái độc, vô lan là vô thử à. Người đâu vô lan nó không? Chấm thử nha các bạn. Màu lớn thấy nóng lạnh vậy, ra đây ăn ốc thấy ghê chứ. Ăn muốn hết cái hầm mà không bự cho được. Rồi hỏi bánh tú nha, xuống phải biết bao nhiêu ốc rồi nó. Quấn á. À, ốc rắn quấn. Giờ em nghĩ chứ không còn nhiêu con. Làm hết. Ngày cho ăn có cửa một. Ăn ốc cái hầm. Ừ. Ký mấy hết rồi. Bao nhiêu được rồi, đừng có nấu thêm gì nữa nha. Con. Nuôi cho đẻ luôn đi luôn. Ừ. Nuôi cho đẻ luôn. Em lấy trứng ha. Em không biết đẻ không à. Không đẻ, dịch nào không đẻ bác. Này quả lan mắc xéo không? Ừ. Nó nuôi gì? Dịch này mà đẻ trứng là lan lấy bự lắm mà. Sắp cực tới nơi đẻ chứ nữa, bắt đầu đi lụm ốc, bắt ốc gì cho nghe. Thế vậy còn nhóc chưa thằng. Thôi, quá ngon, quá ngon, quá ngon. Rồi, nhóm lúa chào các bạn nha. Chúc các bạn có một buổi trưa thật gì niềm vui. Rồi, chào các bạn. Bữa nay ăn cơm quá ngon các bạn ơi. Hết nồi cơm luôn. Hết nồi cơm luôn. Rồi, chào các bạn nha.